Hello cả nhà, mình là Andy nè. Thì mình làm một cái video này bữa nay á, là chúc về Việt Nam mình ở thế giới với Việt Nam, với Canada, với bên Mỹ. Chúc cả nhà năm nay ăn Tết cho vui, làm ăn phát tài, với hạnh phúc, với vui vẻ nha, với sống dai nha. Thì cả nhà ăn Tết bữa nay, năm nay kiếm tiền nhiều nhiều nha. Thì hy vọng cả nhà kiếm tiền nhiều nhiều để hưởng hưởng đời. Ok, cảm ơn. Bây giờ mình đang ở bên Mỹ, ở dưới Lốt á. Thì bên Mỹ á, thì ở dưới Cali á, thì mình chỉ làm một cái video này chỉ chúc thế giới người Việt Nam mình ở ở Việt Nam, với bên Mỹ, với bên Canada, thế giới, là chúc cả nhà năm nay 2023 ăn Tết vui vui, mạnh khỏe, với sống dai nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye, I love you. Bye bye cả nhà.